Khi bước vào thời gian cao điểm xây dựng trên một số tuyến đường của Hà Nội, đặc biệt là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lại tái diễn tình trạng nhiều xe chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ, quá tải, lưu thông, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên bản tin 141 trong phóng sự ngay sau đây. Đây là một buổi trực, tuần tra, xử lý vi phạm của đội thanh tra giao thông vận tải cầu đường bộ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tại quốc lộ 21A đoạn qua xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Sau khi kiểm tra tải trọng, hầu hết các trường hợp đều quá tải trọng từ 50 đến 100%. Cá biệt, xe tải biển kiểm soát 29H82070 quá tải tới 109%. Thế nhưng các lái xe đều ngụy biện. Công ty cũng bảo là bây giờ lắm lúc thì đi bọn em thì cũng không tránh được là cái lỗi quá tải được, vì là lắm lúc thì chở thì nó có thể là vượt so với quy định một chút xíu. Em không biết được là nó bây giờ đi xúc thì nó không được như có cân ở trong bãi đậu. Căn cứ vào nội dung kế hoạch, căn cứ vào từng địa bàn, căn cứ vào những cái tuyến đường, trục đường, nơi mà có nhiều những cái phương tiện hoạt động về mặt quá khổ, quá tải, hoặc chúng tôi căn cứ vào những nội dung phiếu yêu cầu của cấp trên, phiếu ra việc của cấp trên, hoặc căn cứ vào phản ánh của báo chí, phản ánh của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi tăng cường những cái biện pháp kiểm tra xử lý ở những cái nơi trọng điểm đó. Dù gọi điện đi nhiều nơi, mong có sự can thiệp, nhưng các trường hợp vi phạm này đều được đội thanh tra giao thông vận tải cầu đường bộ phối hợp cùng trạm kiểm tra tải trọng xe số 34 và đội cảnh sát giao thông số 11 xử lý nghiêm theo quy định. Anh điều khiển xe ô tô tải biển số 29H83267, vi phạm của anh là điều khiển xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông, ghi trong giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của anh trên 50% đến 100%, cụ thể sau tính toán là 68%. Để công tác tuần tra, xử lý vi phạm đạt hiệu quả, lực lượng chức năng bố trí cơ động nhiều chốt chặn vào các khung giờ khác nhau. Tuy nhiên, luôn có một nhóm người sử dụng các loại phương tiện bám theo mỗi khi tổ công tác di chuyển hoặc tiến hành xử lý vi phạm, nhằm thông báo cho các phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải, vòng tránh. Đây là một trong hàng loạt các khó khăn mà lực lượng chức năng gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ. Lái xe là không cố tình không xuất trình giấy tờ, hoặc là đóng cửa bỏ đi, hoặc là một cái hình thức khác, tức là họ lái xe họ thống nhất với nhau thành một nhóm để thông báo nhằm mục đích trốn tránh các lực lượng kiểm tra, thậm chí còn có cả những trường hợp chống đối. Tuy nhiên, trước cái sự đồng lòng, trước cái sự quyết tâm của lực lượng phối hợp cũng như của đội thanh tra giao thông cầu đường bộ đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu lái xe cũng như chủ doanh nghiệp hiểu ra vấn đề và ký vào biên bản vi phạm hành chính. Trong 3 tháng đầu năm 2023 vừa qua, đội thanh tra giao thông vận tải cầu đường bộ đã xử lý hàng chục trường hợp, phạt trên 1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước với các hành vi chở quá tải, vi phạm kích thước thành thùng và vệ sinh môi trường. Xe quá khổ, quá tải được ví như hung thần xa lộ, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Ngăn chặn xe chở quá khổ, quá tải là nhiệm vụ cấp thiết lâu dài, tránh tình trạng tiếp diễn vi phạm theo kiểu đến hẹn lại lên hàng năm.